Hùng Đại Lâm, siêu mẫu số 1 Hồng Kông, phu nhân Diệp Vấn và mối tình cay đắng với Quách Phú Thành. Hùng Đại Lâm từng được biết đến là một siêu mẫu cao 1m79 của làng giải trí Hoa ngữ, nay để lại ấn tượng cho khán giả với vai Trương Vĩnh Thành, vợ của Diệp Vấn trong loạt phim Diệp Vấn. Nhưng đường tình duyên của cô khá lận đận, sau 7 năm bên thiên vương Hồng Kông, Quách Phú Thành mà không có danh phận, Hùng Đại Lâm ngậm đắng nuốt cay khi bị tình cũ chê bai là đôi giày cũ. Chân dài số 1 Hồng Kông. Sinh ra tại Nam Kinh, Trung Quốc, nhưng sau này Hùng Đại Lâm lại nổi tiếng tại thị trường Hồng Kông. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế trang phục và biểu diễn nghệ thuật của Đại học Tô Châu. Năm 1999, Hùng Đại Lâm tới Thượng Hải phát triển sự nghiệp. Hùng Đại Lâm sở hữu ngoại hình vô cùng hấp dẫn, với chiều cao 1m79 cùng đường cong hình thể săn chắc, với số đo các vòng 84, 58, 86 và cân nặng 55kg. Với lợi thế chơi cho, cô nhanh chóng mang về cho mình vị trí Á quân trong cuộc thi người mẫu toàn quốc tại Trung Quốc. Năm 2002, Hùng Đại Lâm tiếp tục nhận giải thưởng người mẫu xuất sắc nhất và lọt top 10 người mẫu hàng đầu Trung Quốc. Đến năm 2009, chân dài đình đám này được báo chí Hồng Kông công bố là chân dài thứ tư trong số những người mẫu được trả thù lao cao nhất tại đại lục. Người đứng ở vị trí đầu tiên chính là Lâm Chí Linh, thứ hai là Đỗ Quyên và thứ ba là chân dài Lạc Cơ Nhi. Sau khi phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông, Hùng Đại Lâm trở thành siêu mẫu số 1 tại đây. Cô từ hình ảnh chân dài làng mốt bắt đầu tập tành đi đóng phim. Dù là diễn viên tay ngang nhưng Hùng Đại Lâm đã thể hiện khá tròn vai người vợ trong Diệp Vấn, hợp tác cùng với ngôi sao võ thuật Chung Tử Đơn. Sau này, cô tham gia thêm các tác phẩm như Hoa Điền Hỷ Sự, Diệp Vấn 2. Nhiều người nghĩ rằng chiều cao chính là lợi thế của Hùng Đại Lâm, nhưng ít ai biết được cô đã từng khổ sở với chiều cao 1m79 của mình. Đại Lâm kể, thời gian đầu mới gia nhập ngành giải trí, mỗi lần tham gia các hoạt động nghệ thuật, khi gặp các đạo diễn, nhà chế tác, họ thường nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó nhận xét một câu, cô cao quá. Hùng Đại Lâm nói, nghe thấy câu này có nghĩa là bạn dường như không còn cơ hội nữa, áp lực rất lớn. May là sau đó công việc dần ổn định, đặc biệt là sau thành công của vai Trương Vĩnh Thành trong series phim Diệp Vấn, càng giúp Đại Lâm tự tin với chiều cao của mình hơn. Trương Vĩnh Thành, vai diễn để đời trong Diệp Vấn. Sở dĩ Hùng Đại Lâm thành công với vai Trương Vĩnh Thành là vì tính tình nhân vật nhu mì, hiền thục, tương đồng với tính cách ngoài đời của Hùng Đại Lâm. Trong series phim Diệp Vấn, nhân vật Trương Vĩnh Thành do Hùng Đại Lâm đóng có chiều cao hơn Diệp Vấn do Trần Tử Đan đóng. Điều trùng hợp là Trương Vĩnh Thành ở ngoài đời cũng cao hơn chồng nửa cái đầu. Cách nay 7-8 năm, khi đoàn làm phim Diệp Vấn mời Hùng Đại Lâm đảm nhận vai Trương Vĩnh Thành, vợ của Diệp Vấn và được biết bạn diễn đóng cặp là Trần Tử Đan. Hùng Đại Lâm cảm thấy không thể tin nổi vì cô thậm chí cao hơn Trần Tử Đan gần nửa cái đầu. Lúc đó, cô đã hỏi đạo diễn Diệp Vĩ Tín, chẳng lẽ đạo diễn không sợ chiều cao thật của tôi khiến khí phách của Trần Tử Đan bị giảm sút sao? Mời tôi đóng phim có lẽ không thích hợp lắm. Không ngờ đạo diễn Diệp Vĩ Tín vui vẻ trả lời cô. Nếu như Trần Tử Đan thật sự là anh hùng, cho dù ai đứng bên cạnh, khí thế của anh ấy cũng sẽ áp đảo đối phương. Hơn nữa, thân thái của Trần Tử Đan rất mạnh mẽ. Ở ngoài đời, vợ anh là người mẫu Uông Thi Thi cũng là người phụ nữ cao hơn anh rất nhiều. Vì thế, Trần Tử Đan không hề cảm thấy ngại gì đâu. Ban đầu, đạo diễn Diệp Vĩ Tín mời Hùng Đại Lâm đảm nhận vai Trương Vĩnh Thành chỉ vì tạo hình cổ điển và khí chất của cô phù hợp với nhân vật. Ông hoàn toàn không biết chiều cao của vợ Diệp Vấn thật ở ngoài đời. Khi bộ phim ra mắt, Diệp Chuẩn, con trai của Diệp Vấn, sau khi xem bộ phim đã nói với đạo diễn, mẹ tôi cao hơn cha tôi rất nhiều, thật sự cao hơn nửa cái đầu. Vì vậy cảnh hai người, Trần Tử Đan, Hùng Đại Lâm bên nhau trong phim rất giống với những ký ức của tôi về cha mẹ. Hùng Đại Lâm cũng nhận xét, khi Diệp Vấn đứng bên cạnh vợ có chiều cao hơn mình, khí phách nam tính đại trượng phu không hề bị giảm đi một chút nào. Đối với vai diễn Trương Vĩnh Thành, Hùng Đại Lâm cảm thấy bản thân học được rất nhiều điều vì cô vốn là một cô gái có tính cách cởi mở, hơi hấp tấp nhưng thông qua việc vào vai nhân vật Trương Vĩnh Thành giúp cô trải nghiệm cuộc đời của một người phụ nữ truyền thống, học được đạo lý vợ chồng bên nhau, yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó. Nhất là đức tính bao dung, thông cảm và trân trọng đối phương của Trương Vĩnh Thành. Do đó, khi nhân vật Trương Vĩnh Thành ngã bệnh ung thư trong phim Diệp Vấn 3, Hùng Đại Lâm vô cùng quyến luyến và hy vọng trong tương lai có thể xuất hiện trong Diệp Vấn 4 với một tuyến vai khác. Hùng Đại Lâm tiết lộ thêm rằng, vai diễn Trương Vĩnh Thành đã dạy cô biết cách để ở bên cạnh một người đàn ông. Trước đây cô không dám trao đổi ý kiến với bạn trai, việc gì cũng nghe theo, cho dù có mâu thuẫn cô cũng chỉ biết im lặng, sợ rằng khi trao đổi với nhau sẽ khiến đối phương chán ghét bỏ đi, kết quả sẽ rất dễ khiến khoảng cách của hai người ngày càng xa và cuối cùng dẫn đến chia tay. Hùng Đại Lâm không chỉ cao hơn Trần Tử Đan, mà bạn trai cũ Quách Phú Thành và bạn trai hiện nay Quách Khả Tụng đều thấp hơn cô rất nhiều. Nhưng Hùng Đại Lâm cho biết, tôi chọn bạn trai không quan trọng chiều cao, chủ yếu là khí phách. Điển hình là khi Diệp Vấn đứng bên cạnh vợ, khí thế không hề bị giảm đi một chút nào. Đôi giày cũ của thiên vương Hồng Kông, Quách Phú Thành. Trước khi lấy Phương Viện, ai cũng biết Quách Phú Thành từng trải qua khoảng thời gian dài qua lại với chân dài Hùng Đại Lâm. Thậm chí cặp đôi đã có 7 năm thanh xuân dành cho nhau. Nhưng đáng tiếc, kết quả của cuộc tình này chỉ là những đau khổ và nước mắt của Hùng Đại Lâm.
Cụ thể, năm 2006, Hùng Đại Lâm và Quách Phú Thành cùng quay chung một MV. Khi đó, Quách Phú Thành đã là một thiên vương Hồng Kông, có tiếng, còn Hùng Đại Lâm cũng chỉ mới bắt đầu được chú ý đến. Dù cách biệt 15 tuổi nhưng chân dài xinh đẹp, nhanh chóng rơi vào lưới tình với thiên vương đẹp trai, giàu có lúc đó đã 41 tuổi. Không ai ngờ rằng Hùng Đại Lâm có thể cầm cương được người đàn ông vốn nổi tiếng đào hoa là Quách Phú Thành và các fan hy vọng cả hai sớm kết hôn. Đáng tiếc, cuối cùng Hùng Đại Lâm cũng chỉ là người tình bước qua cuộc đời thiên vương Hồng Kông, bởi sau 7 năm bên nhau, cả hai đường ai nấy đi. Dành cả thanh xuân bên người mình yêu nhưng Hùng Đại Lâm nhận về chỉ là những đau khổ, cộng thêm dấu vết tuổi tác. Sau này, khi được hỏi về tình cũ, Hùng Đại Lâm vẫn bày tỏ sự đau lòng vì cả hai chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Cô chia sẻ, tôi đã nhẫn nhịn Quách Phú Thành suốt 7 năm, trong khi đó, người đàn ông mà cô từng rất trân trọng lại khá mạnh miệng khi ám chỉ tình cũ. Đôi giày không vừa chân làm bạn không thoải mái, bạn sẽ muốn thay đôi giày mới vừa vặn với mình. Mỗi ngày chúng ta đều phải bước đi, giày giống như người bạn đồng hành. Vì thế hãy tìm một đôi thích hợp, ít nhất là không làm chân bạn đau. Cứ cố đi đôi giày không vừa, có ngày bạn sẽ chảy máu. Tìm một đôi khác có thể sẽ tốt hơn, chuyện tình cảm cũng như vậy. Vì ví Hùng Đại Lâm chẳng khác gì đôi giày cũ, Quách Phú Thành nhận về khá nhiều chỉ trích. Người ta cho rằng anh là người vô tâm, thiếu trách nhiệm. Không ngờ một thiên vương nổi tiếng châu Á cuối cùng lại đối xử quá phũ với cô gái dành cả thanh xuân bên mình. Quách Phú Thành đánh mất hình ảnh trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là với người lớn tuổi. Thanh xuân dành cho sai người để rồi bị vứt bỏ, Hùng Đại Lâm nhận lại khá nhiều sự thương cảm từ khán giả. Nhiều người hy vọng cô tìm lại được hạnh phúc thực sự. Nhưng vì vết thương trong lòng quá khứ mà Hùng Đại Lâm lại chẳng công khai ở bên ai và chỉ có vài mối tình thoáng qua. Phiên bản bên chồng đại gia. 7 năm thanh xuân của Hùng Đại Lâm bị bỏ phí nhưng cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với chân dài đắt giá Hồng Kông. Năm 2015, cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình bên doanh nhân Quách Khả Tụng, em trai của diễn viên Quách Khả Doanh. Được biết, gia đình nhà họ Quách sở hữu công ty lớn về bất động sản, xe hơi, xuất nhập khẩu, cao su. Cuộc hôn nhân của hai người được khán giả ủng hộ, chuyện tình của Hùng Đại Lâm và Quách Khả Tụng được khá nhiều người ủng hộ. Cô cũng được gia đình nhà họ Quách yêu mến và quý trọng. Quách Khả Doanh đối xử rất tốt với cô em dâu. Lúc này, chân dài Hồng Kông sau những tháng ngày đau khổ vì tình, cuối cùng cũng tìm được đúng người, đúng thời điểm. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2016. Không chỉ mạnh tay tặng vợ món quà giá trị, Quách Khả Tụng còn thể hiện mình là ông bố chịu chơi nhất Hồng Kông. Thời điểm vợ mang thai, vì đại gia chi không ít tiền để mua đồ tẩm bổ, thậm chí là thực phẩm dinh dưỡng phục hồi sau sinh. Đặc biệt, để chào đón hai công chúa, Quách Khả Tụng đã bỏ ra số tiền nửa tỷ đồng cho ca sinh nở của vợ. Ngoài ra còn mời bác sĩ sản khoa nổi tiếng nhất Hồng Kông đích thân đỡ đẻ. Bên cạnh đó, anh cũng dành món quà là căn biệt thự trị giá 9 tỷ đồng để bày tỏ sự biết ơn vợ với những khó khăn mà cô đã trải qua. Thời điểm Hùng Đại Lâm mới sinh, Quách Khả Tụng luôn bên cạnh và chăm sóc đặc biệt, đích thân anh đi chợ, mua sắm, nấu nướng và cho vợ ăn mỗi ngày. Nói về khoảng thời gian ngoài phòng chờ sinh, Quách Khả Tụng cho biết anh lo lắng tới mức nín thở chờ đợi. Chỉ khi bác sĩ nói ca sinh nở thuận lợi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tôi có bầu, anh ấy chăm sóc và chiều chuộng tôi hơn bất kỳ ai. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, quả là đã không lấy sai người, Hùng Đại Lâm nói về ông xã Quách Khả Tụng. Trên trang cá nhân, sao nữ thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, bình yên bên chồng con. Hiện tại, chân dài Cbiz đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân. Cô cùng với chồng chăm sóc hai thị thần nhỏ sinh đôi đáng yêu. Hùng Đại Lâm không còn được gọi là tình cũ của Quách Phú Thành mà trở thành phu nhân nhà Quách gia.